con đường ma ám nổi tiếng nước Mỹ thách thức cả những ai can đảm nhất, được đặt tên theo khu định cư đã biến mất của Clinton. Clinton rau ở West Milford, hạt Berkshire, New Jersey đã làm mọi người sợ hãi trong nhiều thập kỷ. Cắt qua một khu vực rừng rậm hoang vu, hầu như không có nhà cửa, con đường này lạnh lẽo này khiến trí tưởng tượng của bạn tìm đến những điều đáng sợ nhất. Nếu là người nhát gan, bạn có thể sẽ phải mất nhiều thời gian tập trung can đảm để lấy quyết tâm đi về phía bắc trên đường Clinton, con đường với nhiều lời đồn đại bị ma ám và được coi là đáng sợ nhất nước Mỹ. Ngay trên đường là đền The Ruin bị nguyền rủa. Tuy nhiên, đó thực sự không phải là một ngôi đền, mà đúng hơn là một nhà máy luyện sắt từ thế kỷ 18. Vì sao một nhà máy lọc thép lại biến thành ngôi đền là do một truyền thuyết kể rằng, nhà máy cũ bị bỏ hoang này đã từng giữ cho tất cả các thợ săn ma khỏi bị thương. Ngôi đền này thật sự đáng sợ vào ban đêm khi có nhiều lời dị nghị rằng xuất hiện các hình ảnh kỳ lạ xung quanh nó không phải là hiếm. Gần hồ chứa Clinton, bạn sẽ tìm thấy một cây cầu và một câu chuyện ám ảnh về người chết sắc nét nhất. Truyền thuyết kể rằng nếu bạn ném một đồng xu vào trong hồ nước này, sẽ có một cậu bé ném nó trở lại. Nhiều người cũng chia sẻ rằng họ cũng đã nhìn thấy sự phản chiếu của cậu bé trong nước. Người khác nói rằng họ nhặt được những đồng xu bị ném ra từ trong làn nước. Rose Castle là một điểm nóng ma ám dọc theo đoạn đường dài 10 dặm. Mặc dù không có gì ghê gớm lắm, nhưng với tàn tích còn lại cho đến ngày hôm nay, một cấu trúc giống như lâu đài 3 tầng từng đứng trong những khu rừng kỳ quái này, Rose Castle vẫn gây sự sợ hãi cho người đi đường. Tòa nhà được xây dựng vào năm 1905 bởi Richard Rose cho vợ và con cái của mình sinh sống. Đó là một tòa nhà đẹp lộng lẫy trước khi bị đốt cháy và bị sập. Chỉ còn lại nền đá một số bức tường còn đứng vững cùng với những truyền thuyết, những câu chuyện ma quái được lưu truyền và ám ảnh mọi người. Không chỉ dừng lại ở đây. Nếu những câu chuyện, những lời nguyền còn chưa làm bạn đủ sợ hãi thì hàng loạt những sinh vật lai tạo thần thoại được cho là kết quả của việc kết thúc Jungle Habitat vào những năm 1970, những người mặc trang phục kỳ lạ xuất hiện đột ngột, rồi lại đột ngột biến mất, và những chiếc xe ma đuổi theo bạn trên đường. Tất cả đều được vô số người chia sẻ rằng tận mắt chứng kiến có thể sẽ khiến bạn hoang mang nhưng cũng sẽ kích thích những người thích mạo hiểm hoặc muốn trở thành thợ săn ma. Nếu cậu bé ném đồng xu vào khuôn mặt của bạn hoặc những người sùng bái Satan nhảy múa quanh lâu đài Crooks đã không làm bạn sợ hãi, thì hãy đọc về xác chết của một người đi xe đạp ngay trên đường vào năm 1983. Đây là một câu chuyện có thật, xác chết đã bị đóng băng trước khi nó bị phát hiện và các nhà điều tra tin rằng đây là một vụ giết người. Sau đó một kẻ lang thang đã thú nhận tội ác. Nhưng từ đó một tin đồn lại dấy lên, người ta cho rằng linh hồn của kẻ lang thang này đã bị nhập, và cứ thế con đường đã hoang vắng lại càng trở nên vắng vẻ hơn.